Dio Thiên Chúa tuyển chọn những kẻ bé mọn, đó là điều Đức Thánh Cha đã khẳng định trong bài giảng của Ngài. Sự trung thành của người Kitô hữu, sự trung thành của chúng ta chính yếu là nỗ lực bảo toàn sự nhỏ bé của mình. Vì như thế chúng ta có thể đối thoại với Thiên Chúa. Bảo toàn sự nhỏ bé của chúng ta, đấy là lý do ta cần phải hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Với sự đôn hậu và với biết bao nhiêu những nhân đức Kitô hữu khác. Và có một sự đam mê lớn lao của kẻ bé mọn là họ không ngừng chiêm ngưỡng đấng cứu thế. Và đấy chính là tâm điểm của cuộc đối thoại giữa sự bé mọn của chúng ta với sự vĩ đại của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin để qua lời cầu bầu của Thánh Vương David và cũng qua lời cầu bầu của Mẹ Rất Thánh, đấng đã cất tiếng ca rằng: "Tôi vui mừng trong đấng cứu độ tôi." Với sự khiêm hạ, Mẹ cầu cho chúng ta biết trung thành bảo trì sự nhỏ bé của chúng ta trước mặt người. Ước gì được như vậy.